Con em rất là khỏe mạnh, không thể như vậy được, chắc chắn là sai. Chị hãy bình tĩnh. Với giai đoạn bệnh của cháu thì cơ hội chữa bệnh là rất khả quan. Anh nói với em đi, là không đúng. Anh, trước mắt gia đình cần chuẩn bị tinh thần cho một quá trình chữa bệnh lâu dài. Cố ngủ đi anh. Anh không ngủ được. Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh không hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại đến với mình một cách bất ngờ như vậy. Trước đây anh đã nghĩ nếu người có sức khỏe không tốt thì chỉ có thể là anh thôi, thì anh sẽ làm khổ vợ, khổ con. Nhưng mà cuối cùng thì anh không nghĩ nữa là Thọ. Mình phải tin vào những điều tốt đẹp thì những điều tốt đẹp mới tới với mình được. Ông ơi, ông con sao vậy? Con bị mệt hả? Sao con không nóng mà lại toát nhiều mồ hôi thế nhở? Chờ mẹ chút xíu ha. Con thấy dễ chịu hơn chưa? Mà sao mẹ lại sang đây? Thì ngủ một mình mẹ sợ. Khiếp, sao mà mẹ phải sợ? Hay là lại có ai dọa dẫm đòi tống tiền mẹ à? Con nhỏ nhiều chuyện thì lâu lâu mẹ mới quên được chứ. Con gái của mẹ, con cố gắng ngủ thêm một chút nữa ha. Tối nay con cho mẹ ngủ ở đây nghe.